Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Huy Trần và Ngô Thanh Vân diện đồ đôi đi du lịch cùng nhau câu cá. Nam CEO không quên dìm hàng vợ sắp cưới. Trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng trước ngày tổ chức đám cưới, Ngô Thanh Vân và Huy Trần khiến dân tình ghen tị khi khoe loạt ảnh tình tứ bên nhau. Thông tin Ngô Thanh Vân đã chính thức nhận lời cầu hôn của Huy Trần đang khiến người hâm mộ rần rần xúc động. Như vậy, sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi chị em đặc biệt nhất của làng giải trí Việt đã quyết định về chung một nhà. Từ khi chính thức thông báo việc được bạn trai kém 11 tuổi cầu hôn, Ngô Thanh Vân thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của cả hai. Cặp đôi tạo tài khoản mạng xã hội chung, lưu giữ hình ảnh kỷ niệm cùng nhau. Đây cũng chính là nơi để khán giả, người hâm mộ đồng hành và theo dõi hành trình cuộc sống hôn nhân sắp tới của hai người. Cách đây ít phút, trên Instagram cá nhân, Huy Trần hào hứng chia sẻ loạt ảnh lãng mạn cùng với vợ sắp cưới trong chuyến du lịch. Cả hai cùng nhau câu cá và ngắm cảnh yên bình, hít thở không khí trong lành. Đáng nói hơn, nam CEO còn lầy lội dìm hàng bạn gái trong khung ảnh cực hài. Mọi người nhớ kéo đến hình cuối để xem điều bất ngờ nha, Huy Trần vui vẻ viết. Cả hai diện đồ đôi cùng nhau câu cá, hít thở không khí trong lành trong chuyến du lịch trước khi về chung một nhà. Trước đó, Huy Trần và Ngô Thanh Vân còn tạo dáng tình bảy bình khi vừa đến resort. Cặp đôi liên tục khoe nhẫn cưới háo hức đến ngày về chung một nhà. Trước đó, vào sáng 31 tháng 3, Ngô Thanh Vân cũng hào hứng chia sẻ loạt ảnh cực lãng mạn ở resort sang chảnh tại Đà Nẵng. Cùng với Huy Trần, căn phòng của cả hai hướng ra biển với đầy đủ tiện nghi và được thiết kế cổ điển tinh tế. Cả hai cùng nhau thưởng thức cà phê sáng và ngắm cảnh yên bình, hít thở không khí trong lành. Đáng nói hơn là trong lúc cầm điện thoại quay, Ngô Thanh Vân đã vô tình ghi lại cảnh Huy Trần còn ngáy ngủ trên giường. Nhìn những hoạt động của cặp đôi không khác gì vợ chồng son trong kỳ trăng mật ngọt ngào. Kể từ khi bắt đầu tìm hiểu nhau, Ngô Thanh Vân đều tỏ ra kín tiếng và hạn chế đăng ảnh chụp chung trên mạng xã hội ở giai đoạn đầu. Cặp đôi này chỉ để lộ bằng chứng hẹn hò thông qua Instagram story của bạn bè. Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân và bạn trai cũng chỉ thỉnh thoảng chia sẻ ảnh mặc đồ đôi và check-in cùng một địa điểm để bày tỏ tình cảm với đối phương. Đến dịp Tết Nguyên Đán 2021, nữ diễn viên bảy rồng khiến fan thích thú khi đưa người yêu kém tuổi về quê nhà ăn Tết tại Trà Vinh. Đáng chú ý, trong dịp lễ Valentine, cô cũng chính thức tuyên bố mình là hoa đã có chủ và công khai chụp ảnh tình tứ với chàng Việt Kiều Đức. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.